chương trình Du lịch kỳ thú phiên bản 2016. Yeah. Như mọi người đã biết thì chương trình là một sự kết hợp hoàn hảo giữa du lịch và khám phá những điều kỳ thú. Và Sĩ Thanh cũng là nữ hoàng của chương trình này cùng với bốn gọi là bốn thám tử của chương trình đã cùng tìm hiểu và khám phá những điều bí ẩn. Tôi am hiểu rất là nhiều cho nên là mọi người cứ tin tưởng vào tôi. Tất cả những cái gì liên quan tới gì bí ẩn hay là cái gì khó khăn tôi sẽ làm hết nha. Các bạn hãy tin tưởng tôi đi, bởi tôi khẳng định với các bạn một điều là trên đời này không có cái điều gì mà tôi không làm được. Nói chung tất tần tật những cái thắc mắc của các bạn tôi sẽ là người giải đáp. Mình làm ai? Công việc thường xuyên là một biên tập viên. Lâu lâu thì bị bắt lên đây ngồi cùng với mọi người ở đây. Tình trạng của em hiện tại là thường xuyên bị stress bởi những con người xung quanh em. Em xin hứa sẽ cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc về du lịch kỳ thú. Em chỉ có nhược điểm là hay quên, và nhất là quên mình nói cái gì. Tuần trước thì Như đã bốc thăm cũng như là đã giao nhiệm vụ theo anh Thiên Vương sẽ là người đi tìm hiểu vấn đề mà vá xe bằng lửa thời xưa. Vì Sĩ Thanh sẽ xin đọc lại lá thơ của bạn khán giả gửi về tuần trước về nhiệm vụ. Lá thơ như sau: tôi sống ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhớ hồi nhỏ trước nhà tôi thường thấy có người vá xe bằng cách ép lửa. Khi tôi lớn lên, người thợ sửa xe đã đi đâu mất. Những chỗ vá xe khác không còn vá ép nữa mà dùng miếng dán keo. Tôi vẫn luôn thắc mắc từ nhỏ là ép lửa thì làm như thế nào, và không biết bây giờ còn ai vá ép bằng lửa như vậy không. Nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thì sau một tuần thì anh Thiên Vương đã ra tay và tìm hiểu được cái vấn đề vá ép bằng lửa như thế nào. Thì bây giờ xin mời anh Thiên Vương lên bục để trình bày. Tôi Thiên Vương, thực ra là nhiệm vụ này cũng rất là khó khăn. Và ngoài ra trong nhiệm vụ này thì tôi có thêm một người đồng hành, đó là bạn May. Xin lỗi nói thêm một tí, thật ra May không đi cái nhiệm vụ của anh Thiên Vương với tư cách là một thám tử. May đi theo với tư cách là một người biên tập. Chúng ta sẽ xem là cái nhiệm vụ của Thiên Vương và sự hỗ trợ của May như thế nào nha. Nào xin mời. Vá ép lửa. Cô ơi, cho con hỏi cô biết chỗ nào mà vá ép lửa không cô? Cảm ơn cô ạ. Bây giờ kiếm xe ôm đi. Con lấy. Chú ơi, cho con hỏi chú biết chỗ nào mà vá ép lửa không chú? Chú ơi, cho con hỏi chú biết chỗ nào mà còn vá ép lửa không chú? Không rồi chú. Cảm ơn chú nhiều. Ê, cuối cùng kiếm này khó vậy. Nhưng mà tại làm sao mà bây giờ lại không còn ai giá? Không biết, chắc có thể là cái sự tiện lợi của cái việc mà giá tay mà có cái keo miếng dán sẵn á. Thấy rồi. Ghê. Cái gì đang chảy không? Đây rồi. Chú ơi, cho hỏi ở đây có phải giá ép lửa đúng không chú? Dạ, con tên là Thiên Vương, giờ bộ chương trình như là Kỳ Thú. Xin chú cho con hỏi là chú tên gì ạ? Chú tên Lộc. Chú Lộc ạ. Từ sáng giờ thì con đã đi vòng vòng trong thành phố để mà con tìm vá ép lửa này, nhưng mà thật sự là rất là khó kiếm. Cái cách giá lửa này là cách nó từ xưa giờ rồi, nó mới bây giờ là nó không giá kiểu này nữa, nó bỏ hết rồi. Nên bây giờ kiếm cái người giá này là khó. Nhưng mà giá cái này thì nó chắc nó bền hơn, tại vì hồi xưa là cái loại này giá là nó... Ngày xưa là dùng giá xe tải. Mà bây giờ nó chơi giá lâu rồi, đâm ra là giá cao nhất liền. Ví dụ như cái lỗ này nó lủng, mình lấy đồ bào mình bào, xong rồi bắt đầu là nó thoa keo, rồi lấy miếng keo của nó đó, vô, bắt đầu ép. Nó để trong vòng đó 5 phút trước khi tháo cái lò ra đó, đổ nước xung quanh cái đã. Đổ nước ra để cho nó nguội, cho miếng keo nó rút nó cứng lại. Đừng nó hấp tấp mà mở ra liền là nó hư đó. Mở ra để chạy. Nó gần như là liền một khối. Đúng rồi, liền luôn. Rất là hay. Chú làm công việc này là bao lâu rồi ạ? Làm cũng là tính ra đây là cũng 36 năm rồi. Chú có nghĩ là chú sẽ chuyển qua một cái nghề khác hay là làm song song không? Thì có nghĩa là nên gọi là chú yêu cái nghề này rồi. Nó cũng nhiều người nói là sao chú không dạng cái này đi, chú giá kia nó lẹ. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ trong cái lương tâm mình là
nó sẽ chắc bền hơn. Dạ, rõ ràng. Ngồi nãy giờ cũng chưa thấy ai hết. Cũng chưa thấy ai. Đâu? Có ông dắt xe kìa. Anh ơi, dắt xe hả? Bơm thôi. Rồi nó đang lủng rồi. Nó lại lủng. Không chịu giá. Dạ, khả năng vội. Với lại thấy mặt anh Giang quá. Xíu nữa chạy ra kia lủng nữa. Giá đi. 5 phút là xong rồi. Cảm ơn 5 phút nữa. Rồi cảm ơn. Chắc có lẽ tại vì không tin tưởng Thiên Dương rồi. Có lẽ vậy. Em nghĩ thật ra là họ cũng muốn giá lắm á, nhưng mà tự dưng có anh chạy ra cái họ không thèm giá nữa. Kia đó kìa. Giá xe anh. Ồ. Này là mấy anh giá vậy? À, cũng một lần nữa. Có lẽ là lần đó có vẻ lo lắng. Rồi anh ra ngồi chỗ này nghỉ nghỉ em nghỉ ra cho anh. Ngày này không có dễ. Không dễ thiệt. Khó lắm á. Thấy nó bóng không? Thấy, thấy, thấy. Nó lủng ngay cái chỗ bá cũ luôn. Trời ơi, nó dài, dài rồi sao ta. Đi lên, ha, sợ ta. Quên rồi, ra đây rồi. Ngồi đợi bao lâu? Chú kia là đợi trong vòng 15 phút. Em thấy nãy nhanh lắm mà. Nãy tao làm nhanh lắm mà. Nó để trong vòng đó 5 phút trước khi tháo lò ra đó. Là đổ nước xung quanh cái đã. Đừng nó hấp tấp mà mở ra liền là nó hư đó. Cũng rất là khổ chứ bộ. Rất là cực. Đó xong rồi bây giờ mới dội nước đó nè. À, có vẻ chắc ha. Ủa gì kỳ vậy? Ủa là sao? Mình làm nó đúng rồi đó. Sao vậy tự nhiên nó hở? Ờ, em nói không có sai mà. Trời ơi. Cái gì đây? Cái gì vậy? Ủa? Trời ơi, vậy là thùng, vậy là tét luôn cái. Cái này chữa được không? Hay là... Cái đó giờ phải thay thôi, quá bự rồi. May. Bây giờ là công việc của em nè. Em tới em thuyết phục chủ xe đi. Trời ơi, anh Hương. Cái gì vậy? Anh không tắt lửa. Đốt đồ. Cháy hết của chú rồi kìa. Giờ... Cháy luôn rồi mèo. Bây giờ dài ha. Mình chính là người phá hư. Anh không phải mình, anh thôi. Thì anh tay anh làm hỏng nhưng mà có em đó, em có liên quan. Thử đi, điều tao nói luôn đi. Không, em không có liên quan. Không, em không có liên quan. Mình phải rõ ràng chút. Có là không chơi chịu chứ. Anh ơi, nó có một vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Cái lỗ nó thay vì chút xíu bây giờ nó bự đây rồi nè. Cho nên là mình phải thay luôn cái thùng. Em là Thiên Vương của chương trình Du lịch Thường Thú. Và đi tìm hiểu cái nghề vá ép mà bằng lửa như thế này. Thực ra em là người học việc chú thôi à, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên em làm thì nó bị sự cố như vậy thì tất nhiên là em phải đền cho anh một cái ruột khác, ruột mới. Anh có để em lắp nữa không? Ai lắp cũng được, miễn sao có cái ruột mới vô cái xe và nó chạy được là được. Rồi anh chờ em thêm 5 phút nha, anh sẽ lắp, em sẽ lắp cho anh cái ruột mới. Và chi phí cái ruột mới mà để đền bù lại cho anh á là bạn này sẽ trả. Coi như là hôm nay miễn phí cho anh ha. Cảm ơn anh nhiều. Để chờ ai nữa đi chi. Nhưng gì đó, cầm. Anh ơi, xong xe rồi anh. Đó, ngon lành đúng không? Cho bên thường lộ anh ăn ha. Xin lỗi anh nha. Xin lỗi vụ cái ruột nha. À, cảm ơn anh. Bây giờ xin phép chú cho con sửa một cái xe khác để con khắc phục. Nhưng mà trước tiên bây giờ mình cái tay cầm bị cháy luôn rồi kìa, bây giờ mình phải sửa cái tay cầm. Trời ơi, cháy đồ nghề của người ta rồi, sao lấy gì mà làm. Nguyên cái cán bằng cao su cháy luôn. Anh ơi, coi giùm em nhỏ xe. Bên trước hả anh? Dạ, bên trước. Ủa anh Vương? Hả? Rủi làm hư nữa hay sao? Hư nữa thì đợi nữa. Tiền em mà tiền anh đâu?
để ngay tâm. Có nghĩa là trong vòng 5 phút đúng không? 5 phút. Lần này kỹ rồi đó. Kỹ chứ sao không? Rồi xong rồi. Rồi nhớ đủ nước lên không? Đó, đủ rồi. Bây giờ hy vọng là cái luộc này ngon sẽ... Rồi, hen. Trời ơi, căng thẳng quá. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Anh ơi, xong rồi anh. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, nhân đây thì con cũng cảm ơn chú rất nhiều đã hướng dẫn cho con trải nghiệm là sửa xe ép lưỡi như thế nào. Và xin tạm biệt chú ở đây. Khoảng 70 ngàn gió sờ rửa xe của em thì sao? Thì em trả mà, anh nói rồi. Hả? Và em thấy là với cái nghề vá ép lửa này là đang dần mất đi, thì nhiều người đã thay thế bằng cái phương pháp khác. Có thể nói là chú giữ lại cái vá ép truyền thống như vậy là rất là tuyệt vời. Không biết là mình nên đánh giá Thiên Vương là hoàn thành tốt hay là hoàn thành không tốt cái nhiệm vụ này. Tại vì sao anh thấy là bác lần đầu là banh chành cái ruột của người ta rồi, cũng cộng thêm là cái sự hư tổn của bác là cháy luôn dụng cụ của người ta. Rồi lần thứ hai thì anh Thiên Vương mới hoàn thành được, chưa kể là tốn 70 ngàn của May nữa. Dạ, cảm ơn anh Thiên Vương rất là nhiều vì anh Thiên Vương đã giải đáp thắc mắc cho các bạn mà đã gửi thư về cũng như tất cả quý vị khán giả đây biết. Cũng như tìm được một cái người mà như chú thì anh Thiên Vương rất là may mắn. Cảm ơn Thiên Vương rất nhiều. Vỗ tay. Trước khi Nico Lan Trinh bước lên nói thì chúng ta sẽ đọc lại bức thư của bạn khán giả gửi về. Đó là một cụ đã 60 tuổi. Tôi có xem một chương trình truyền hình. Trong năm đầu tiên của chương trình, tôi rất khoái tiết mục nhảy của bà Lệ Dung. Bà nhảy còn hơn thanh niên nữa. Nhưng tôi không tin bà ấy đã U80. Tôi đây 60 mà còn bệnh lên bệnh xuống. Làm sao mà khỏe như vậy được? Tôi cứ trông bà sẽ tham gia mấy mùa bạn có thực tài nhưng mà vẫn không thấy. Xin chương trình tìm hiểu giúp. Mấy cô xin mời. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Không phải là cái sàn catwalk. Nè, đây không phải cái sàn catwalk nha, đừng cướp sân khấu của tôi nha. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những bí quyết của bà Lệ Dung làm cách nào để có thể dẻo dai, sức khỏe mà bất ngờ như vậy. Và xin mời tất cả các bạn. Ở đây hả anh? À đúng rồi, đây nè, mời bạn đây. Ồ, rộng rãi thoải mái quá, gần bờ sông này. Nữa. Con chào bà, con chào ngoại ạ. Cô. Dạo này sức khỏe của ngoại sao rồi? Vẫn bình thường, để đây nấu cho các con bán. À. Cái này là phở đặc biệt là phở Bắc. Mà cái này là gia truyền nghe. Dạ. À, phở Bắc cũng gia truyền ha. 82 tuổi vẫn có sức khỏe, cho ăn nhảy đầm một cây luôn. Nhìn cái thần thái của bà ngoại á là rất là rất nhanh nhẹn. Wow, thơm à, nhìn hấp dẫn quá ngoại ơi. Dạ, gần đây con nghe nói là ngoại có cái niềm đam mê ca hát nữa hả ngoại? À, thì cuộc sống rất là vui vẻ. Mê nhạc lắm. Dạ, hay là giờ ngoại hát cho con nghe câu. Rồi, hát đại bài nào cũng được. Hát cũng được vậy. Dù cho mưa, tôi xin đến đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bao tố có kéo qua đây, dù có gió có rất lạnh đây, có tiếng buồn lây có buồn gây. Tình ơi dù xa đi nữa chỉ vẫn yêu em. Wow. Từ cái phát âm cho tới cả tay chân lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng. Có đó là cái bản tính của mẹ từ nhỏ. Nghĩa là sống hồn nhiên lắm. Vậy hồi con gái á, ngoại có yêu nhiều không? Úi trời ơi, đừng có nói con gái, tôi thanh niên xếp hàng. Wow. Con gái thị rồi đó. Nếu mà
quay lại khoảng 60 năm về trước là con trong đó là có mình là đứng xếp hàng rồi đó. À, mấy tuổi là bà quen ông ạ? 21 tuổi. Dạ. Là làm đám cưới luôn. Làm đám cưới luôn. Dạ. 21 tuổi cho tới nay tôi 82 tuổi. À, 4 con, 3 trai, 1 gái. 6 đứa cháu nội, 2 đứa cháu ngoại. Đám cưới 60 năm là đám cưới kim cương à? Kỷ niệm kim cương à? Tôi thấy không biết kim cương một sàn, tôi thấy hỗn đá. Cái khi Vũ là mới ngoại mới biết hay là từ hồi con gái? Tôi mới chơi đây mấy năm, tại vì cái lúc bây giờ tôi sức khỏe không được kém. Bị hở bánh tim nè, thoát vị đĩa đệm nè, thoái hóa cuộc sống nè. Nó đau đến nỗi nằm một chỗ mà không ngồi dậy ăn được á. Bác sĩ nói không mổ thì không thể phải sống chung với nó. Thì bắt buộc tôi mới vào cái môn thể thao, công việc cái môn kia vũ này. Vậy gia đình lúc đó có đồng ý không ạ? Nói cho ngay, ông xã chúng bảo thủ. Thanh niên, phụ nữ thanh niên mà cầm tay nhau nhảy là không có được. Ném, thì cũng nói đi chơi thôi nhưng mà không có nói kêu vũ. Ngày hình này là thì đám cưới với ông xã năm 21 tuổi. À, ông lúc này đẹp trai quá. Đó đẹp trai thì ông đẹp trai nên sao ông đánh ngã một biết bao nhiêu người. Wow. Còn, bây giờ có một cái câu là không quan trọng là mình đẹp bao nhiêu, mà quan trọng là người yêu của mình đẹp bao nhiêu. Ngoại ơi, bây giờ con còn xin ngoại một thứ nữa thôi. À, là ngoại có giấy tờ gì mà có ghi lại cái năm sinh của ngoại không? Đấy thì khai sanh thì ngày đó tôi mất rồi, tôi khai rút hết mấy tuổi. Dạ. Là đáng nhẽ sang năm 1934, nhưng mà trong giấy tờ thì nó là năm 37. Nhưng mà tại sao lúc đó lại ghi mất mấy tuổi như vậy? Tại thế này, lúc mà là làm hôn thú với ông xã đó, thì giấy để ngoài Bắc không có đem đi. Thế rồi ông ấy định được khai, không có khai sanh để làm hôn thú, bắt buộc phải xin khai sanh tòa án, ông ấy khai rút xuống. Thế ông khai có 18 tuổi, trong khi đó là 21 tuổi, ông khai có 18 tuổi. À. Dạ, cái lý do đó như vậy. Dạ, các bạn ơi, Lan Trinh đang cầm trên tay cuốn sổ hộ chiếu của bà Đặng Lệ Dung. Họ tên Đặng Lệ Dung, quốc tịch Việt Nam, ngày sinh, ngày 11 tháng 11 năm 1937. Vậy là theo như giấy tờ thì tuổi của cụ bà Đặng Lệ Dung năm nay là 79 tuổi. Nhưng mà tuổi thật sự là bao nhiêu ạ? 82. Yeah, vậy là chúng ta đã được giải đáp rồi các bạn ơi. Ngoại có thể biểu diễn vài động tác nhảy ngay tại sân nhà mình được không? Cũng được. Yeah. Wow. Trời ơi. Điều này nhảy nhanh lắm. Đẹp đó là liên tục mà cái phần hồng là cứ múa điệu đấu bò mà. Nếu thiệt á, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho anh Dũng thôi. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho anh Dũng thôi. Đây là mẹ so tài giữa cô gái 28 và ngoại 82 nè. Cố tình đưa vào mình vào chỗ khó đúng không? Lên. Yeah, okay. Hết hồn. Sau cái điều này thì tôi phát hiện ra là Lan Trinh không bằng một góc mà cậu. Đúng, rõ ràng là như vậy. Không bằng một góc luôn á. Cho nên sự phỏng đoán của anh có thể là 60 tuổi thôi là Lan Trinh xuống lắm rồi đó. Sụm rồi. Không, bây giờ á, tôi chỉ tò mò coi là bí quyết nào mà bà cụ giữ được cái vẻ thần thái của mình. Em là người trực tiếp đi thăm bà Lệ Dung thì em thấy là tất cả những người mà gặp bà, không chỉ riêng Lan Trinh, là đều có một cái thiện cảm và một cái sự ngưỡng mộ với bà. Chắc chắn là trong cuộc sống là không phải lúc nào mình cũng có
thể giữ được tinh thần lạc quan. Nhưng mà với bà, khi mà Lan Chinh hỏi á, nếu như mà con cháu hay người trong gia đình mà làm cho bà buồn thì bà có giận, có khóc không? Bà nói là bà không bao giờ giận và khóc. Và khi mà Lan Chinh nói là bà hãy thể hiện nhảy hay là thể hiện hát thì đầu tiên là bà rất là vui vẻ, làm hết sức mình. Tất cả những cái đó, những cái lửa truyền hết cho mình là người con gái đôi mươi như mình rồi, đã mê mẩn rồi. Anh nghĩ là bà thật là một nhân vật đã truyền cảm hứng cho không phải tất cả mọi người mà cho những người trẻ của chúng ta ở đây. Nhưng mọi người cũng nên hả chăm chỉ tập luyện lên, cũng như lúc nào cũng giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, phấn chấn. Vậy nên chúng ta làm một bài tập thể dục ngắn đây đi. Cái gì? Chứ em thấy ở đây ai người cũng cứng cáp hết á. Không, tôi thì tôi có cam kết được một điều là sau khi mỗi lần quay chương trình về, tôi vẫn có bỏ ra mỗi ngày thời gian ít nhất là 10 phút cho mỗi ngày là tôi tập thể dục rồi. Rồi, vậy bây giờ Lan Chinh xin kết lại là thể thao muôn năm. Bây giờ là một thời khắc rất là quan trọng, sẽ đánh giá xem chuyến đi của ai sẽ hấp dẫn và hay hơn. Đầu tiên, ai cảm thấy anh Thiên Vương hoàn thành tốt nhiệm vụ, quá trình của anh đi quá xuất sắc thì hãy đưa bảng hiệu màu đỏ. Còn nếu anh Khoan Thanh Dương đi mà làm hư bánh xe của người ta, phá hoại của công của người ta thì hãy đưa bảng màu đen. 2, 3, quyết định. Ồ, màu đỏ thôi nhiều. 70.000 của em. Em sẽ đưa ra. Còn bây giờ là của phần Nico Lan Trinh. 2, 3. Như thường lệ thì Miko Lan Trinh sẽ nhận được huy chương thám tử của tuần. Wow. Chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ cho tuần kế tiếp. Tiền tiền. Gửi chương trình du lịch kỳ thú. Vì công việc tôi hay đi ăn uống trong các nhà hàng và đôi lúc được thưởng thức món thịt chuột. Yeah. Họ thường đảm bảo rằng đây là chuột đồng được bắt ở các miền quê lên. Tôi nghe nói có một chợ bán chuột ở Củ Chi nhưng thật chưa tận mắt thấy bao giờ. Tôi cũng muốn biết làm sao mà người ta có thể bắt được nhiều chuột như vậy. Mong chương trình giúp tôi tìm hiểu thắc mắc này. Wow, Miko cũng từng có thắc mắc đó luôn. Đây là một câu hỏi hết sức là thú vị. Còn nhiệm vụ thứ hai là lấy từ cảm hứng của Sĩ Thanh. Trời ơi, nữ hoàng cảm hứng. Khi mà Sĩ Thanh coi clip của cụ Lệ Dung thì Sĩ Thanh cảm thấy là quá thất vọng với đội mình đi. Như đặc biệt là bá vô mệt quá nhiều, chứng tỏ là tinh thần tập thể dục rất là thấp. Cho nên nhiệm vụ của Sĩ Thanh rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần chạy thôi. Đơn giản luôn. Nhưng mà ở đây mọi người phải chạy làm sao thắng vận động viên chuyên nghiệp. Trời, anh biết em thương anh lắm. Nhớ anh bị bệnh tim luôn hả? Hiểu anh à? Anh bị bệnh tim. Em lo cho anh bệnh tim. Anh ngồi sát bên, anh xác nhận điều đó. Mặc dù là thở rất là gấp. Bây giờ chuyển qua người tim không hồng. Anh Thiên Dương được không anh? Hôm qua anh mới bị trật chân. Kiểu như bác sĩ mà hồi xưa người ta phải... Thử đi. Trời ơi, vậy luôn hả? Hư thiệt rồi. Tôi quá thất vọng rồi, chạy thôi mà. Đúng rồi, chỉ chạy thôi mà. Mày nha. Gì ghê vậy? You are the champion, my friend. Chào quân chương. Rồi sao? Mày à, anh. Kết chung cuộc là Mày sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này. Kính thưa quý vị, đây là một vòng quay có tất cả các kênh của các thám tử. Trừ Mày ra thực hiện nhiệm vụ đi chạy bộ, thì nhân vật thám tử sau đây sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu chuột. Anh Thiên Vương. Cho em đi tìm hiểu cái đó, con em không dám đi đâu. Còn bây giờ thì chương trình đã đến giờ kết thúc. Sĩ Thanh cũng như là bốn thám tử ở đây xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả xem đài. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.